Không ạ, chuyện tình của em thì nó cũng hơi giống chuyện cổ tích một chút. Em vô tình em thấy vợ em xin làm admin thì em nói là bảo em như này chỉ có làm admin của admin được thôi. Ôi cũng gian nan lắm, là em đi xe máy từ nhà lên trên Đà Lạt gửi xe nhà chị xong rồi bắt xe xuống Tuy Hòa. Em hoàn toàn tin tưởng bởi người ấy à? Em cũng áp dụng chiến thuật là phải đánh nhanh thắng nhanh. Đầu tiên là mình phải cho thấy là mình đặc biệt đó. Bây giờ cái cổ tích chỗ nào? Cổ tích cái chỗ là gần một tháng sau thì vợ em cũng bảo là em có em bé. Ôi. Giới thiệu về mình Em chào anh MC Quốc Thuận, chị Thành Vân cùng với lại tất cả các khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là chị Xuân Tình. Năm nay em 29 tuổi, nghề nghiệp hiện tại em đang là phi công quân sự tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh ạ. Rồi, anh mời vợ của Tình. Dạ, em chào MC Quốc Thuận và chị Thanh Vân ạ. Em tên là Trần Thúy An ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng ạ. Dạ, hiện tại em ở nhà làm nội trợ chăm em bé rồi ạ. Làm thế nào mà chàng trai Quảng Ninh lại gặp được cô gái Lâm Đồng ta? Chắc là đi công tác ở Lâm Đồng đúng không? Dạ không ạ, thì chuyện tình của em thì nó cũng hơi giống chuyện cổ tích một chút. Ngày hồi em học viên thì em có làm quản lý của một confession của không quân. Thì ngày ấy em học viên thì em thực sự là trong tuần thì cả tuần bay và học tập. Thì em không có thời gian để em quản lý cái confession đấy. Thì em có đăng lên là tuyển thêm quản trị viên giúp em những cái ngày mà em bận. Trong đó có vợ em. Em vô tình em thấy vợ em xin làm admin thì em nói là bảo em như này chỉ có làm admin của admin được thôi. Em làm admin của confession này hơi khó, tại em xinh quá. Rồi em trả lời sao? Lúc đó là em bảo là không, em chỉ thích làm admin của confession đấy thôi. Em không làm cái admin của admin. Dạ. Ủa nhưng mà cái lúc mà đăng ký vào làm admin trong confession đó, dạ, là chúng ta thấy được mặt của cái người đăng ký à? Chỉ có em thấy được mặt của vợ em thôi. Thì là lần đầu tiên là đã thấy là nàng quá là xinh rồi, quá ảnh. Dạ. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Thế là bọn em phải yêu nhau được hơn một tháng rồi bọn em mới gặp nhau lần đầu. Ồ, tức là yêu nhau online? Gần như thế. Chưa gặp đã tỏ tình. Dạ vâng. Rồi cái lúc mà hai em gặp nhau á là gặp ở đâu? Dạ gặp ở dưới Tuy Hòa chỗ anh học tập luôn ạ. Là em đi cái bằng phương tiện gì xuống gặp ảnh? Trời ơi, cũng gian nan lắm, là em đi xe máy từ nhà lên trên Đà Lạt gửi xe nhà chị xong rồi bắt xe xuống Tuy Hòa. Em hoàn toàn tin tưởng bởi người ấy à. Điều gì mà khiến em lại phải coi như là gửi xe nè, rồi em đi một đoạn đường khá là dài như vậy để mà gặp chàng? Trời ơi, nói chung là anh này anh cũng khéo lắm chứ không phải là không đâu ạ. Thực ra cũng là mình tin tưởng nên là em mới xuống. Công việc của anh ý là đang còn là học viên nên là cũng không có điều kiện để đi thăm mình được. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật cũng không được đi qua đêm, chỉ ra trong ngày thôi. Khi mà gặp chàng ngoài đời thì cảm giác như nào? Lúc đấy gầy đen, không béo như bây giờ. Giữa ở ngoài với những hình ảnh ở trên trên mạng á, em thấy là có khác biệt gì không? Khác, nói chung là ở ngoài đẹp trai hơn chứ ở trên Facebook xấu hơn. Không quan ảnh. Thế còn em thì sao, em thấy vợ ở ngoài có xinh hơn trong ảnh không? Dạ, vợ em thì công nhận là xinh hơn trong ảnh. Nhưng mà lúc đấy em gặp thì vợ em nhìn nhỏ con lắm, con 43kg à. Em cảm giác mà em muốn em ôm mà chặt một xíu là chắc hẳn gãy tay mất. Trò chuyện với nhau bao lâu thì mới gọi là chính thức quen nhau qua online? Dạ cái hồi đấy là em là học viên. Thì học viên thì ngày bình thường là phải tập trung vào học tập và bay, nên là không được dùng điện thoại. Từ lúc em đăng lên tuyển admin cho không quân confession ấy, thì là hôm đấy là em bay cái ban ngày thứ 6 xong rồi. Thì các thầy cho sử dụng điện thoại để gọi là liên lạc với gia đình và để sử dụng cho mục đích cá nhân ấy. Em có nhắn tin với vợ em thì từ chiều thứ 6 tối chủ nhật đấy là em tán thành công vợ em. Ôi trời. Siêu tốc anh ơi. Tính ra là có ngày mấy hai ngày thôi đó. Nhưng mà tán bằng cách nào, chỉ nhắn tin thôi hay là có gọi điện thoại? Em cũng áp dụng chiến thuật là phải đánh nhanh thắng nhanh. Đầu tiên là mình phải cho thấy là mình đặc biệt đó. Nếu mà bình thường hỏi em ăn cơm chưa thì em hỏi là cơm bị em ăn chưa. Nói chuyện thì mình cũng nói chuyện nó hóm hỉnh một chút. Cái này sử dụng nhiều từ ghép một chút. Em có buồn không? Em có vui không? Em có buồn bã không? Em có vui vẻ không? Với lại cái buổi tối trước khi đi ngủ là em phải
làm bài hát du để cho ôi trời ơi, còn hát có đi văng vẳng tiếng mình nữa. Em có tò mò muốn biết cái bài hát đó không? Em muốn biết lắm, em có thể hát lại cho mọi người nghe không? À, quý vị có muốn nghe bài hát đó không ạ? Hát du đó. Anh muốn em là mây lặng du bao phương trời, để anh được là cơn gió cuốn em đi cùng anh. Còn nếu em là lá sông giữa bầu trời trong xanh, thì anh sẽ là cây em mãi sống bên anh. Dù nhiều năm sau sẽ có những đàn con cùng nhau sống những ngày yêu thương đầm ấm. Anh yêu em, anh yêu em. Trời ơi, không dính thì sao được. Sao mà không dính được đúng không? Điệu hát du chết người. Có tỏ tình không? Không, không. Không tỏ tình luôn. Tỏ tình lần nào cả. Tỏ tình lần nào cả. Chưa bao giờ tỏ tình. Chưa ạ. Ôi gì mà vậy mà nãy ổng nói là cái chuyện tình của ổng á y như chuyện cổ tích vậy đó. Làm thế nào mà chàng trai Quảng Ninh lại gặp được cô gái Lâm Đồng ta? Chắc là đi công tác ở Lâm Đồng đúng không? Nhắn tin với vợ em thì từ chiều thứ sáu tối chủ nhật đấy là em tán thành công vợ em. Em tán thành công vợ em. Tỏ tình nè. Bây giờ cái cổ tích chỗ nào? Có cổ tích cái chỗ là gần một tháng sau thì vợ em cũng bảo là em có em bé. Vợ em cũng bảo là em có em bé. Ôi. Cổ tích gì cổ nhỉ? Cổ tích thời Gen Z. Thực ra là em cũng chuẩn bị cho việc này lâu lắm rồi. Ừ. Nên là từ cái lúc mà mới quen biết bạn ấy là em đã phải chuẩn bị cho việc là em mới làm người yêu bạn rồi. Mà cái lúc mà yêu nhau thì em cũng phải chuẩn bị cho việc làm ba. Có em bé và có bầu rồi. Nhưng mà lúc đấy là em với vợ em thì nói là em cũng xác định là khi nào có bầu thì cưới. Ừ. Rồi nó lẹ. Không ngờ vừa ra nghị quyết cái là có luôn. Nhưng mà em có giờ nói anh yêu em với vợ không? Là, rồi nói nhiều chứ ạ. Nói nhiều ngày nào cũng phải nói. Thế là tỏ tình còn gì nữa? Không tỏ tình thì... Nhưng mà chưa cầu hôn bao giờ. Chưa cầu hôn bao giờ. Lại chưa cầu hôn bao giờ. Tại có rồi. Anh em trong đơn vị cũng bảo là sao không làm cái màn cầu hôn cho bất ngờ. Đúng. Thì em bảo bây giờ tao mà không cầu hôn thì mới bất ngờ đấy. Thực ra là nếu mà có cái điều gì mà luyến tiếc nhất trong cái chuyện tình mà gọi là tình yêu trước hôn nhân của em với lại vợ em thì cái điều luyến tiếc nhất là em chưa có một buổi cầu hôn lãng mạn cho vợ em. Lúc mà lấy nhau xong rồi thì đúng là không có một cái dịp gì để mà có thể mà làm mày một cái điều lãng mạn đấy. Vâng. Giờ hôm nay thì cũng nhân chương trình này thì em cũng xin phép chương trình cho em được làm cái điều em còn chưa làm. Cái ngày xưa thì lúc lấy nhau thì chồng cũng bảo với vợ là cho phép chồng được chăm sóc vợ cả đời. Thì hôm nay thì chồng sẽ làm nốt cái điều ngày xưa chồng chưa làm được. Bây giờ chồng sẽ thay câu ấy bằng là mong vợ sống hạnh phúc bên chồng và con cả đời. Trời ơi, xúc động quá. Cái này là không phải chỉ có em với anh chứng kiến đâu. Không phải chỉ có các đồng chí ở dưới kia chứng kiến đâu ạ. Mà rất rất nhiều người đang theo dõi chương trình cũng đang được chứng kiến khoảnh khắc xúc động này. Anh muốn em là mây lặng du bao phương trời, để anh được là cơn gió cuốn em đi cùng anh. Còn nếu em là lá sông giữa bầu trời trong xanh, thì anh sẽ là cây em mãi sống bên anh. Dù nhiều năm sau sẽ có những đàn con cùng nhau sống những ngày yêu thương đầm ấm. Anh yêu em. Nói nghe nè, chia sẻ cái cảm giác của mình lúc này đi. Thật sự là em không nghĩ là hôm nay anh nghĩ làm như thế. Tại em cũng hay nhắc là tại sao cháu không cầu hôn vợ. Không biết thời gian đâu để mua nhẫn nữa. Em phải rất bất ngờ hả? Dạ. Mất công cái hồi nó hỏi. Dạ anh bận lắm. Không biết tiền đâu mà mua chiếc nhẫn này nữa. Em cũng đang định nói. Đúng không? Không biết tiền đâu mua nhẫn. Không biết tiền đâu thiệt. Đó. Thôi giờ sẵn cảm xúc quá. Giờ mình hỏi vô tới phần kia luôn đi Dân. Thì không biết là hai bạn cảm nhận ở đối phương vẫn còn cái điều gì mà mình vẫn chưa hài lòng và mong muốn người kia sẽ thay đổi vì mình. Với bản thân em thì vợ em là đúng trước khi cưới và sau khi cưới là hai nhân cách khác nhau ấy. Trước khi cưới và sau khi cưới là hai nhân cách khác nhau ấy. Đúng rồi. Ồ, cãi đi em. Ngày xưa ví dụ mà hát cho nghe thì bảo là ôi lãng mạn thế. À. Không giờ hát cho nghe thì suốt ngày hát cái bài đấy điếc cả tai. Suốt ngày hát cái bài đấy điếc cả tai. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Như vậy là lật mặt. Ngày xưa em nói chuyện hay em hay chọc hay trêu đùa ấy thì mà kêu là hài hước. Bây giờ thì phải xàm với vô duyên. Bây giờ thì phải xàm với vô duyên. Em ơi. Vậy nó là cái tật gì ta? Đây là em nghĩ là lật mặt, vẫn là lật mặt.
ngày xưa thì bảo là ga lăng, bây giờ thì bảo là tiêu hoang với lại à, còn gì nữa nè. Nhiều lúc em thấy là vợ em cũng kiểu là cũng chưa hiểu. Chưa hiểu lắm cho công việc mình, mà có khi có hiểu nhưng mà cảm xúc của bản thân lại không chịu được. Nhưng mà rõ ràng ở đây là mình đang nhận thấy một cái điều là cái góc nhìn của người vợ đang dần thay đổi, những ưu điểm của người chồng ngày nào bây giờ lại hóa thành khuyết điểm. Chuyện đó là chuyện rất bình thường em ơi. Vợ em làm nội trợ nhưng mà mỗi tội vợ em không biết nấu ăn. Là nội trợ giữ chưa? Vậy bình thường hai vợ chồng ăn đâu? Dạ thì em nấu à? Chồng nấu à? Chứ nghĩa là đi làm xong là em đi về nhà là em nấu ăn cho vợ? Dạ không, thường là buổi sáng thì em sẽ dậy sớm hơn một chút. Sau đó là em đặt nấu cháo cho con. Sau đó em đi chợ em mua cái gì bỏ vào cháo cho con. Xong rồi thức ăn thì em sẽ chế biến. Rồi đến trưa thì vợ em có thể là vợ em nấu được nồi cơm điện. Rồi vợ em nhặt rau thì em về em làm rau xong là hai vợ chồng ăn cơm. Dễ thương quá ấy. Bên ngoài biết nhưng mà chồng không cho, chồng bảo trông con. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Trên đời này em thấy cũng chả có ai mà hoàn hảo cả. Đúng. Nhưng mà gọi là chỉ có cố để thay đổi để phù hợp với lại phù hợp với nhau. Thì em thấy vợ em cũng chả cần đòi hỏi là vợ em phải gọi là làm gì nó cao siêu lắm. Thì chủ yếu là em muốn là vợ em hiểu cho cái nghề nghiệp của chồng. Nhiều lúc cũng phải thông cảm. Rồi giờ tới em đó. Không sao. Tật xấu của chồng là nóng tính ạ. Nói chung là giận dai, mặc kệ, ý là giận khi nào mà thấy mình cảm thấy có lỗi, xin lỗi chồng thì chồng mới đồng ý. Đó giờ là em chỉ xin lỗi chồng thôi, chứ chồng mới xin lỗi. Đúng vậy, ít lắm, anh ít xin lỗi mình. Anh nghĩ là toàn em sai, Kiểu như là, ý là cũng có lúc em sai, cũng có lúc anh ấy sai, nhưng mà ví dụ như một đợt gần đây là em không nhớ rõ là nhận dù gì tại em hay quên nữa. Lâu nhất là cũng phải cần nửa tháng anh không minh liên lạc gì hết. Cái gì vậy trời? Cũng chia sẻ thật với anh là có những cái là mình chỉ muốn là cho đối phương được tốt hơn. Gì mà để cho cái sau này ấy. Cái sau này để mình không phải gây đến những cái tranh cãi nữa. Nếu mà bây giờ mình cứ kiểu là lặp đi lặp lại nhiều quá, mình cũng không giải quyết được cái vấn đề mà nó cứ mãi vậy. Em không im lặng, vợ em mắng em tiếp. Cứ nói thêm một câu, bảo thôi thế này thế kia là vợ em lại mắng tiếp. Tôi nhất là mình im lặng. Em còn những điều gì em muốn nói với chồng em? Dạ, cũng nhân chương trình này là em muốn chồng em thay đổi là bớt nóng tính. Lại mỗi khi nào mà giận thì thực ra là cũng do em nữa, là em cứ kiểu làm quả nên ấy. Chị mong anh ấy là ở lại đừng có đi là được. Hiểu mà. Chồng lắng nghe những lời vợ nói chứ không? Em thì luôn luôn là lắng nghe vợ em nói. Ngày nào vợ em cũng nói mà. Chắc chắn là mưa dầm thì sẽ thấm lâu. Và thật ra là tất cả chúng ta thay đổi chỉ vì gì? Để cho cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, sẽ nở hoa. Và quan trọng nhất là cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ các con của chúng ta khỏe mạnh, an toàn và sống trong một cái gia đình đầy yêu thương và hạnh phúc nha. Có hiểu thì mới có thương nha. Trời ơi, tự nhiên bữa nay chị tính mặc áo dài đó, nhưng mà sao Linh tính sao á? Linh tính sao không mặc? Chứ chị mặc là thế chị bị lép so với cô lép dâu rồi. Cái dáng của mặc áo dài này rất là đẹp. Xin mời cô dâu và chú rể hãy giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Dạ em tên Quanh, năm nay em 31 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Quanh đây là Quy. Quanh. Quanh đây. Còn em? Dạ em tên là Phương Thảo. Em đang làm trong lĩnh vực ngành ngân hàng. Năm nay em 31 tuổi. Thảo với Quanh gặp nhau trong một giảng đường hay là gặp nhau ở nơi nào? Dạ. Ngân hàng. Dạ không. Thầy giáo đi rút tiền. Đúng không? Dạ không. Cách đây là khoảng 9 năm em học thêm buổi tối ở Đại học Sư phạm nên là gặp anh. Lúc đó thì em đi làm thêm giữ xe đó. Thì gặp cái cô này để cái tóc dài mà phía sau là kẹp thiệt là to vậy. Cao rồi gầy mà nhìn con gố nữa thấy dễ thương. Cho nên là mới viết một cái lá thư xong rồi kẹp vô cái ba ga xe gỗ á. Em nhận được cái lá thư mở ra em đọc. Ghi là chào cô bé. Có duyên thì muốn được làm quen. Rồi ghi để lại họ tên rồi quê quán rồi số điện thoại. Ấn tượng là cái nét chữ nó rất là mềm mại mà nó rất là đẹp. Đẹp hơn cả chữ con gái là em nữa. Mà nó nghe nè, đó có khi nào gửi xe mà ổng không lấy tiền không? Dạ không. Thậm chí cái hôm mà em nhận được thư á, biết gửi thư cho ta hôm đó người ta đọc xong rồi đi ra rồi dẫn xác giấy bình thường, em cũng đâu hay biết gì đâu. Rồi nó sẽ kỳ cục vậy hả?
không trả tiền vào đó giữ xe, bây giờ giữ xe giữ luôn người luôn rồi. À, giữ luôn người. Bao lâu thì mới chính thức là giữ luôn người? Khoảng một năm thì tới ngày 8 tháng 3 là em tới một quán nhẹ nhẹ mà cô này thích rồi năn nỉ quản lý ở đó cho em là để cái đàn cày lên bàn tạo cái hình trái tim rồi đặt hoa đặt quà lên đó rồi lấy cái dây kim tuyến là em cứ ghi cái dòng chữ là anh mãi yêu em đó rồi cái là trời ơi nói chung là tặng dây để mà trói buộc đúng không? Những cái dây đó thay cho những sợi dây xích. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà suýt chia tay không? Dạ có, hẹn với em mà đến trễ. Lúc đó thì em đi công tác ở Đà Lạt thì có hẹn là chiều hôm đó là em sẽ về gặp Thảo. Trên quá trình về thì sếp đã dẫn đi nhậu cho nên là về trễ 1 tiếng. Thì đến cái chỗ hẹn thì Thảo vẫn đứng ở đó chờ em. Em mới xin lỗi cô không nói gì hết, cô cứ chạy xe đi. Em cứ chạy xe theo là ngừng lại, cãi nhau một cặp, chạy xe tiếp tục cái ngừng lại cãi nhau. Thì lúc đó là trời mưa, giận quá em nói thôi bây giờ chia tay. Em thấy bực mình lắm, em đâu có phải là hả thua kém gì đâu mà phải hả chờ đợi phải như vậy chứ. Cũng phải chảnh có giá ta chứ. Đúng rồi, không con rồi, gái mà năn nỉ một chút thôi vậy cũng quay qua nổi giận. Trời, từ người có lỗi thành ra giống như là mình như ta đây dưới là ngược thành kèo trên luôn. Dạ đúng rồi, rồi còn la lại nữa, còn quăng đồ nữa chứ mà em ghét lắm. Tại hồi đó giờ em thấy là người hiền lành tự nhiên hôm đó lại nổi giận lên như vậy, lộ bản chất cái đồ ra. Xong rồi cái em mới thấy vậy thì thôi chia tay thì chia tay em đi. Lúc đó thì em cũng có mua quà cho vợ ở trên Đà Lạt về là một cái móc khóa hình cái đôi hài. Em mới bực quá em quăng xuống dưới đường luôn. Lúc đó trời đang mưa nữa thì cái là hai đường chạy về mà em đi giữa chừng em cảm thấy tiếc món quà đó quá em vòng lại em tìm trời ơi mưa nó trôi đi mất tiêu. Sau đó là năn nỉ nhưng mà em cũng đưa ra thử thách là em nói tìm lại cái y chang vậy đi rồi có duyên thì ấy chứ trời không đó. Thì thôi vậy hả. Dạ. Tìm lại cái móc khóa chứ đâu phải là em để yên vậy mà quay lại vậy. Ủa, đâu cuối cùng có tìm được không? Dạ em nhờ các bạn ở trên Đà Lạt bây giờ đi ra chợ mua cho mình tất cả kiểu loại móc khóa mà chuyển gì đây cho mình. Rồi lúc đó là mua xong rồi chuyển xuống thì em mới lựa ra cái giống như hệt cái cũ mang về tặng cho vợ. Thôi, vậy là có duyên rồi đúng không, có duyên là vợ chồng rồi đó. Em ra một cái điều kiện rất là khắt khe mà anh làm được. Mà chị hỏi nè, anh chồng của em làm người quá lãng mạn vậy là sau này khi mà lấy nhau rồi đó? Dạ không hề chị. Không hề. Dạ nó khác nhau dữ dội. Bể mộng. Có đúng không anh? Dạ, có đúng dạ. Không? Dạ đúng. Em cũng không hiểu sao luôn á chị. Ngày yêu hả? Ngày nào cũng nhớ, thậm chí những ngày mà lễ về quốc tế trên thế giới gì đó. Nói chung có quà, những món quà nhỏ nhỏ mang tinh thần thôi nhưng mà cũng thể hiện sự quan tâm. Còn khi cưới rồi hả? Ngay năm đầu tiên á là quên sinh nhật của em, chị thấy sốc không? Em hay quên á. Sao hồi đó không quên? Nếu hồi đó quên thì đó ai quên không? Nhiều khi là tập trung vào công việc cho nên là mệt mỏi quá em quên đi mất. Tức là thay đổi tính cách. Thay đổi đúng không? Hay quên Dạ hay quên. Với lại em phát hiện ra một cái lớn đó là cực kỳ mê thể thao. Không đá banh thì chơi bóng chuyền. Đi làm về người ta rủ thì đi, người ta không rủ thì cũng tự xách giày ra sân tìm đội mà chơi. Ở cái thời điểm này á, chị nói thiệt luôn nha, em mà có một ông chồng mê thể thao á là em may mắn lắm á. Chị nói thiệt luôn á, thời buổi này á những ông chồng làm biếng đi tập thể dục thể thao lắm. Mà em thấy cái gì nó cũng vừa thôi chứ chị nghĩ coi, nhà có hai vợ chồng mà anh đi chơi thể thao vậy thì tự nhiên về cái tối đó mình ở nhà mình. Bây giờ hỏi em nha, em mê thể thao hơn hay mê vợ hơn? Dạ vợ đương nhiên là phải mê hơn rồi, nhưng mà thể thao là chủ yếu là cho mình có sức khỏe để sức khỏe để làm cái gì? Để về lo cho vợ. Lo cho vợ mà lo gì? Vợ sống ở đời với vợ. Bây giờ em nói đi là vợ em cũng cấm em nữa đó. Em thấy không, như chồng em á đã tâm sự với em vậy á, mê thể thao 1000 tiếng thôi gì. Dạ tiếng rưỡi. 1000 tiếng nói chứ mê thể thao gì vẫn mê vợ hơn, mà tập thể dục thể thao là chủ đích là để lo cho vợ thôi. Lo cho vợ đủ thứ chứ á. đúng không Thuận. Còn nếu mà anh chơi game á hoặc là chơi những cái gì mà không có lợi cho sức khỏe, không có lợi cho gia đình á, còn anh chơi thể thao á em đừng cấm. Em đứng chính đây lại không có cấm, em chỉ muốn là bớt chút lại thôi. Thôi bây giờ vậy nè, chị nói nghe. Dạ. Em vẫn chơi thể thao nhưng mà em phải chứng tỏ cái độ quan tâm của em cho vợ em thấy rằng á, anh chơi thể thao vậy mà vợ vẫn là nhất. Thế còn Quanh dạ. Nãy giờ kể xấu chồng quá à, nãy giờ vợ sao đây? Dạ vợ em thì trước thì cũng thấy hiền lắm, sau này hay lằng nhằng nóng tính, cứ nói em đi chơi này kia rồi tùm lum hết, giảng từ A đến Z. Em mới nói nè, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Vợ em trợn mắt lên, ai cắn câu? Em mới nói với vợ là anh cắn câu. Cái vợ em mới nói là biết vậy là tốt. Coi như là em cũng là chim vào lòng luôn đó. Dạ. Không phải vợ em đúng không? Dạ, em thương vợ em, cái gì em cũng làm hết. Công việc nội trợ trong nhà là em hết. Trời đất ơi. Dạ. Vừa lo việc dạ, ngoài vừa đảm việc nhà. Dạ. Rồi thầy. Chồng nấu vợ rửa hay là chồng rửa luôn? Dạ bao trận rồi. Có lần mà em nấu thì vợ em chê. Tại vì cũng có cái tật cứ nấu xong rồi hỏi sao? Ăn rồi sao, thích không, thấy làm sao, sao ăn rồi không nói gì hết trơn vậy. Thì đến lúc mình nói gì lại không hài lòng. Ủa mình nói hỏi thì hỏi tức là muốn nghe ta nói thiệt đúng thì... không có hai vợ chồng lẽ giờ mình không thấy ngon mình cũng nói ngon quá thì chê thì cũng vừa vừa thôi, chê thì chê thẳng mặt luôn. Rồi còn thêm cái tật nữa là hay ghen. Ghen nữa ghen dữ dội luôn.
Nhiều khi là gọi điện cho em, máy em hết pin á, rồi về cái giờ chỉ tay hỏi hôm nay anh đi đâu, làm gì, chứ có phải là dẫn cô nào đi chơi, đi ăn rồi phải không? Nó không phải, không có, mà cứ nói hoài. Cái tần suất mà bị hết pin á, cứ lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ có pin sơ cua đó cưng. Chị, em làm rồi luôn, không vậy mới tức chị. Bởi vậy nghe anh này nói phía là không có chính xác đâu. Anh nói là pin nó mau hết quá, cái ở nhà một cái cục sạc. Trên cơ quan em cũng mua cho một cục sạc luôn, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó. Khăn nhăn rút riết rồi em cảm thấy em ám ảnh luôn. Bây giờ là mỗi lần điện thoại em sắp hết pin là em phải chạy đi sạc, hoặc là nhắn tin cho vợ ngay, hoặc là hết pin cái em lấy điện thoại ở bên cơ quan là gọi cho vợ: vợ ơi, điện thoại anh hết pin, anh sạc bên phòng đấy. Trời, sao cuộc sống của anh thấy bi đát quá. Dạ. Có gì đâu anh. Ủa anh ơi, vậy thế ở nhà anh có thường xuyên bị ăn hiếp không? Dạ, ăn hiếp thường xuyên. Em thấy cái nhu cầu mà để gọi điện thoại liên lạc với chồng là cái điều là đâu có gì quá đáng đâu anh. Em thấy nó cũng tất yếu thôi mà mình gọi anh, mình gọi thì mình muốn được người khác bắt máy thôi chứ mình đâu có anh hiểu là bình thường, nhưng mà qua cái cách kể của chồng em thấy chồng em thương tâm lắm. Phô trương quá đó anh. Phải không? Có khi nào mà anh bị ức chế tới mức mà phải đòi ly dị luôn? Dạ có một lần thì tại em quên sinh nhật của vợ đó. Xong rồi cái là vợ cái cằn nhằn cái nói em biết à, cái là em mới bực quá thôi. Nếu mà không hợp nhau thì chia tay, cứ cằn nhằn vậy anh nhức đầu quá. Anh này có cái tật là cứ hở ra nóng lên đó là nói không cãi lại mình cho cơ hội cãi để ra vấn đề mà không bao giờ tranh luận hết trơn á. Cứ để lúc mình nói đó một hồi cái nghe chịu không nổi, cái phán là một câu thôi ly dị đi đừng có nói nhiều nữa, thì mình tức thì mình đâu chịu được, mình càng làm dữ. Thì cái đợt đó thì em đòi ly dị đâu mà không bao giờ chịu viết đơn. Cái nói hả thôi em viết đi, nói ủa anh là người đề nghị thì anh viết đi, nhưng mà không bao giờ, cứ thách em viết. Em viết thì em viết. Cái vợ em viết xong rồi đưa em ký xong rồi xuống cái dòng người đồng thuận ý. Đáng lẽ là đồng thuận ý nhưng mà em ghi chữ không mà. Có nghĩa là ký nhưng mà không đồng ý là vậy đúng không? Dạ, ghi chồng lại em vậy. Mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Dự định năm nay sẽ có. Dự định năm nay sẽ có đúng không? Ủa em thực sự hỏi thật trong lòng em nha. Dạ. Em thấy vợ em dữ không? Dạ dữ. Em muốn vợ em bớt dữ không? Dạ muốn. Dạ còn muốn gì nữa? Dạ muốn ít cằn nhằn em chút xíu, tạo điều kiện cho em đi chơi thể thao về cho nó vui vẻ, rồi phụ giúp chồng trong công việc nội trợ em tí xíu. Ba điều đó Thảo. Còn Thảo mong muốn chồng mình là... Dạ em muốn là ảnh dành thời gian cho em nhiều hơn, quan tâm đến vợ, chứ vợ nói mà cứ hay quên, giống như là không quan tâm gì đến lời nói của em hết á. Dạ, với lại khi mà trao đổi á phải thẳng thắn mà nói ra hết. Chứ tự nhiên có một mình em nói rốt cuộc vấn đề đâu đi đến đâu đâu, để bực bội vậy hoài cũng không hay. Chị nói nghe, tụi em đang ở trong cái thời điểm là vợ chồng son đó, cho nên phải tranh thủ trong thời gian này phải hiểu hết về nhau đi, để khi mà có con rồi á là cùng xúm lại mà lo cho đứa nhỏ, chứ lúc đó mà còn mâu thuẫn đòi ly dị nữa là mệt lắm. Cái nghề nghiệp của Oanh á khác với nghề nghiệp của Thảo. Thảo là bên ngân hàng đúng không? Mọi thứ nó đâu ra đó, rạch ròi con số, chật con số một cái là đền. Đúng không? Cho nên cái tánh của Thảo rõ ràng rành mạch đâu ra đó, không có đón ý gì hết trơn á. Anh muốn cái gì anh nói đi, anh đừng có bắt người ta đón ý. Vì nhiều cổ nói nhiều quá, em cũng phải dành bớt cái phần nói của cổ đi để cổ hiểu em hơn. Ngược lại cái nghề nghiệp của Oanh á, người ta gọi là kỹ sư tâm hồn. Cho nên rằng á, em thấy 6 năm trời yêu nhau lãng mạn vô cùng. Đúng không? Đó có nghĩa là có những điều em phải tự hiểu, tụi em phải trung hòa cái này. Còn á, chị nói cái đừng cấm chồng em chơi thể thao, cứ để ảnh chơi đi, nhưng mà em dành 1 tiếng thôi, còn nửa tiếng cho lo cho vợ đi. Giờ đang có thời gian lo cho cổ thì lo đi. Đúng không nè? Đúng không? Dạ. Thì á, còn về vấn đề nội trợ, mặc dù em không muốn nhưng mà em vẫn phải làm. Tuần đó chia ra đi 3, 5, 7, 2, 4, 6, còn chủ nhật thì dắt nhau đi chơi, tạo cảm giác chuẩn bị cho có con nè. Nghe. Rồi tạo cơ hội cho nhau gần gũi đây mà cùng đón chào một thành viên mới trong gia đình của mình nha. Dạ. Xin cảm ơn hai em. Dạ cảm ơn. Dạ cháu cũng hơi hồi hộp. Hồi hộp đúng không? Vậy hả? Hồi hộp phải không? Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Thôi, này là phải gọi bằng con cháu rồi. Khoan, chưa xưng tuổi, chưa nói tuổi. Bây giờ nhìn là biết tuổi nhỏ rồi. Tuổi nhỏ rồi, bây giờ này đố ông Mai, ông đoán. Ủa ông quên rồi, ông gì quên rồi. Ông Ngủ. Ông đoán tuổi hai đứa nhỏ này coi nè. Hai. Chắc khoảng chừng hai mấy. Khoảng chừng hai mấy luôn. Đúng không? Dạ không ạ. Không chơi đánh khoảng đâu. Khoảng. Thôi giới thiệu đi. Vậy thôi giờ con giới thiệu. Dạ đi. Con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi tính cả tuổi mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Nghĩa là trẻ hơn. Trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi Đức Thành là 27 tuổi, công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10.
Ủa 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú. Gần. Cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô. Vô. Vô bây giờ cái gì nữa đây nè. Nè. Tum. Respect. Đó. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Dạ. Oh, wow. Hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, dạ. Con không cần phải ngồi nha. Thôi con ngồi đi. Vô. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xòe xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này, như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm. Mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta ngất ngây. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Rất hay quá. Tự nhiên không khí nó nóng gì sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ một, số một trong ngày quay đầu tiên đó. Rồi bây giờ tới con nè. Con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Tại vì nãy mình đón hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đón hai mấy bé nó. Dạ, ổng tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ dạ. Thôi. Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn đang tưởng là chưa? Bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero nữa là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không? Dạ không. Không biết hát không. Ủa, tụi con cưới nhà được bao lâu rồi? Dạ, được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ảnh hát. Dạ bữa nay mụ hay quá mụ. Hay quá, đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá. Là quay trở lại đó. Quay trở không lại. Đây, vợ chồng trước không mùa đây. Trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại quá. Cái năng lượng hên nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng, xong rồi làm show ở trong Sài Gòn. Thì con lại không biết anh này, không biết nhóm anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời, làm khách mời nên là đi theo. Thì ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của dạ nhóm anh này? Con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là Hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì chỉ có Hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện, tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi ạ. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Dạ cũng không để ý lắm, tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó. Rồi cái vô ảnh nuôi con. Thì lẽ nhiên là ảnh mới nuôi con rồi. Chứ còn làm ủa con có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh con không ấn tượng gì. Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu nhìn lôi trôi quá chị. Chắc con già dữ á, con già trâu dữ á. Lúc đó chắc con 18 tuổi hay sao? Con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành á. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn, xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi trôi, nhìn kiểu nó hơi kẻ tính một chút xíu á. Xong rồi kiểu chứ anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi chú mà rap kỳ lắm á. Rồi rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, vào trong quận 10 con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy thì
Lúc đấy con cái ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu như mọi chuyện nhưng nó cứ xảy. Nhưng mà con biết là ổng là làm mai con cho cái người em. Dạ không? Biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe ráp qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kêu ủa gì kỳ quá. Để bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ. Là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ, nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap, nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại, nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có mà làm người yêu anh nhé các thứ. Dạ. Rồi là thế bây giờ rồi hỏi là có nhận lời không? Dạ, kiểu con cứ lơ lơ đi, kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy, nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cứ vậy cái đợt đến. Mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi, đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ, có đi chung với anh là anh chủ của anh Ngắn. Dạ. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ. Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu, nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày rồi là chính thức là hai đứa quen nhau. Đúng không? Chắc con nghĩ hay là bữa Cần Giờ. Dạ, đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức để là kiểu con yêu. Cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cột mốc nào hết, nên con nghĩ là cái bữa đó đi Cần Giờ về có nắm tay nắm chân gì không, có cả cà gì không, có đi ôm ấp cá thứ chứ. Vậy rồi dính rồi. Vậy là bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày đó là đúng đi. Rồi cho khỉ ăn rồi cả tay chân rồi đúng không. Rồi rồi sau đó là yêu nhau bao lâu, tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới, thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. À, sự cố đúng không? Mấy cặp sự rồi nó chuyện như là như 8 cặp mà hết, như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. Tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến. Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì con bảo thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa. Đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả bố của Yến. Còn nhỏ quá mà. Thì con đơn thương độc mã một mình con đứng con nói chuyện. Con có ông anh nữa. Ông anh thì ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi, thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc. Thì em bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới nữa.
Hôn cho cưới nó bố bực đúng không? Dạ. Bố bực không cưới đã không nói chuyện nữa. Rồi thì, sao đấy mà? Thì bố con cũng bảo cưới thôi. Bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa, nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng mình suy nghĩ lại xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc. Nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới ạ. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ, con thì về quê mượn nhà của ông để cưới ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là... Ủa, nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây dạ. Ừ, vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam, tức là ở miền Tây á, thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn... Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020, bây giờ là 1 năm mấy? Dạ. 1 năm tăng là, vậy là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ, được hơn 1 tuổi. 14 tháng 1 tuổi rồi. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm. Đó, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ, sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời. Bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Thì cách đó 1-2 tuần nhé. Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết. Cưới xong tiền, cưới tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện. Con đi chữa ở chú là em của bố con. Chú con làm đông y chữa thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi. Nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Đã, bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu... Con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy, thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố. Kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát vác mà bị phổi của mình bị như thế, cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi. Thì từ lúc đấy là con cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? Phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha. Cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn nó chắc là vàng vòng tiền bạc. Dạ. Chắc là con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được. Đêm á. Rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì. Thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hên, nếu mà hên lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được. Xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng không? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi, mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất là... Nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình thì sao? Lúc đấy thường thường thì bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về con chữa bệnh ở nhà nữa thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về. Con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến tại vì con biết mới lấy xong mà.
thì ở nhà vợ cũng buồn, thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy, xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ, bảo con đi về con ăn, xong rồi về nhà ngủ, đến sáng hôm sau dậy sớm 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng, thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó em sợ, lúc đó con sợ gì? Con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Còn... nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok, dạ, đúng không? Là mình nhẹ nhàng dạ đi. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng có chưa tới 2 tháng. 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng. Là vô luôn, vô xong đâu, Sài Gòn. Đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Dạ. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Làm gì còn đồng nào? Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Dạ. Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ, anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong rồi bố mẹ vợ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Dạ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi chưa con vẫn thuê? Dạ. Bố con vẫn đang thuê. Bình thường, dạ, chuyện thuê nhà là bình thường, tụi con còn quá nhỏ mà. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè, mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường, cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con, dạ, là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ, tự con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được 1 tháng thì mẹ con đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ, thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời, dịch quá đâu có thu thiết thì gì đâu mà bận. Không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Dạ. Nó nhỏ mà nó quán xuyến, dạ, mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Con lười phải thương vợ nha. Con lười lắm. Dạ anh nó lèm hết. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi nha. Đó. Để cho cái không khí mình nó xâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó tra màu quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa, đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát thế thôi, lau nhà, giặt đồ, chăm con, kiếm tiền, coi như đã làm cái nhiêu đó liệu nhiêu đó. Còn cái đó là tính tốt. Còn bây giờ lại phần này là phần cuối tật xấu đó. Thôi bây giờ là cho con trước á, vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười, cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười như ví dụ lười con đó. Đi về con trưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Cũng không dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn. Trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy. Nhưng mà con tính hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bật. Cáu bật á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game mà. Nít nó phải chơi game thôi. nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì kiểu đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Tự dưng quên hết. Có gì đó không? Xong là coi như có ghen không? Vợ có ghen tuông được không? Vợ con chúa ghen luôn. Chị Vân nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan. Một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Mà vợ con đặt
cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. À, tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi, con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like comment ai hay là nếu mà là các bạn xinh xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào show được. Thì cái hiệu quả của cái show đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy, đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi show xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi show nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản. Đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết, bao nhiêu tiền chuyển hết ở tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Cái đó là tốt mà. Tật xấu cũng hay nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải tật xấu lắm. Đáng yêu, cái đó đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Ghê gớm lắm. Kiểu lúc nhìn thấy nhẹ nhàng thấy cái lúc mà hiền, bực mình mà cáu lên và không để ý một cái gì luôn ấy. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi tất thứ cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá. Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Con đó. Chắc không có gì kể với anh, chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ, tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ không? Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Nên là kiểu gặp được anh là cưới anh con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Mà vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái là hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Dạ. Thì chồng nãy chồng có tự thú á, tánh chồng á thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Mà tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về anh nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ông đang ngồi trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sát á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? Dạ có, nhiều khi làm khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Đó. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nó nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. Từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ.
đúng không? Rồi, còn vợ của con thì lại là quá nhỏ, tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn đó. Thành ra là trong khi đó tụi con lại sống gọi là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả, tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi gấp ba người ta thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi, cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Nhưng bây giờ vì đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con hiểu không? Đó thì con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con đã bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con hiểu ý cô không? Phải cố gắng. Chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được, đúng không? Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ con cố gắng đi, con cố gắng đi, con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con, chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nứt mắt ra một cái là vừa lẫn hai cái trách nhiệm quá lớn, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Ha. Cố gắng đi, chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi kiểu mà, tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm, con hiểu không? Chồng con cũng vậy chứ, 27 đâu có phải là lớn đâu con. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn, chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được, tại vì nó không thể nào không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Đó, ok. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không, con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà với chồng, vì chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong lại trải qua một cái cơn bệnh như vậy, và bây giờ đang phục hồi, và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe, vừa phục hồi về tinh thần. Vậy con, đó bây thì giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp xúc ở con đó. Cho chồng con yên tâm kìa nè. Sao hứa trên sóng truyền hình không mấy được đâu. Lời nói bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi vì anh nuôi chị con nhiều hơn. Đúng rồi, hai đứa đứng lên nói chuyện. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, cái gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đi con. Đứng lên anh đứng con này. Mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nó thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, để vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.